tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tam Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thanh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thải. Thưa quý vị, hôm nay sư rất hoan hỷ được cô Cúc đại diện cho TBS Group mời sư về có buổi thuyết giảng, chia sẻ giáo lý cùng với quý Phật tử. Và khi mà sư chuẩn bị đi qua đó, thì sư đã có một cái đề tài chuẩn bị để thuyết pháp, chia sẻ với quý vị rồi. Nhưng mà trên đường đi từ chùa Bửu Quang về tới đây, thì sư chợt suy nghĩ hay là mình nên thuyết pháp về một đề tài nào đó có liên quan đến TBS. Và sư thấy rằng TBS có nhiều cái hạng mục, và một trong những hạng mục quan trọng đó chính là về lĩnh vực là da dày. Thì sư suy nghĩ là giữa cái da dày ấy và Phật Pháp thì nó có liên quan gì đến nhau. Và sư thấy có một vài điểm khá là thú vị mà từ trên đường đi từ chùa Bửu Quang về tới đây, sư có một vài cái suy nghĩ nó chợt lóe lên, và sư ngồi đây sư chia sẻ với quý vị. Thứ nhất, cái mục đích của việc chúng ta làm một cái đôi giày da đó là gì? Để cho chúng ta mang được êm ái. Một đôi giày chúng ta mang mà nó êm ái thì chúng ta rất là thích. Đẹp hay không là tính sau, nhưng mà cái mang mà nó êm thì đó là điều rất là quan trọng của một đôi giày. Thì cũng như vậy, Phật giáo đem đến một cảm giác cho tất cả chúng ta, đó chính là cảm giác của sự êm ái, như là một đôi giày da vậy. Êm ái như thế nào? Êm ái do từ tâm. Khi nghe đến Phật Pháp, khi nghe đến Phật giáo, chúng ta thường nghe từ bi hỷ xả. Nói đến đạo Phật là chúng ta phải nói đến tâm từ. Mà tâm từ là gì? Tâm từ là lòng thương, mình mong muốn cho người khác được yên vui.
là tình thương mà chúng ta thương người dân như là thương con ruột của mình. Khi mà chúng ta nhìn nhau bằng tâm từ thì cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của tình thương, như là một người mẹ nhìn đứa con vậy. Khi mà chúng ta nghĩ về nhau bằng tâm từ thì chúng ta nghĩ về nhau bằng tình thương, như người mẹ nghĩ về đứa con vậy. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng tâm từ thì cũng giống như người mẹ đối xử với đứa con vậy. Nó êm ái. Tình thương của người mẹ dành cho đứa con nó êm ái như thế nào thì cái tâm từ của chúng ta dành cho tất cả mọi người cũng êm ái như thế đó. Là một người con Phật, là một người đệ tử, dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng đều phải tự nhắc nhở bản thân là hãy có lòng từ với tất cả mọi người, với tất cả chúng sanh. Có hôm sư đi trên một chiếc xe buýt thì sư thấy một cô mặc đồ lam, giống như là cổ chuẩn bị đi chùa hay là cổ đi chùa về thì sư không biết, mà cổ lớn tiếng với cái người ngồi kế bên, nội dung thì sư quên mất rồi. Nhưng mà cô kia đó nghe cô này nói lớn tiếng, cô chỉ hỏi lại một câu thôi: ủa cô đi chùa sao cô dữ quá vậy? Thì khi mà cô này cổ bị nói như thế là tự nhiên là cổ ngượng, cổ im luôn. Tức là sao? Khi mà chúng ta đi chùa hoặc là khi chúng ta hướng tâm đến Phật thì tự nhiên chúng ta phải nhắc nhở bản thân mình, mình phải có tâm từ, mình phải mềm mại. Cái lòng của mình phải là lòng của người mẹ, cái lòng nó phải mềm. Chứ còn lòng của mình mà nó cứng quá, giống như một đôi giày da mà da nó bị thô, da nó bị cứng, mang nó rất là đau chân. Cũng vậy, khi mà chúng ta là một người con Phật, chúng ta là một người Phật tử mà lòng từ của mình nó cứng quá thì mọi người tiếp xúc với mình họ cũng không có dễ chịu. Mà chúng ta sống ở đời, chúng ta muốn mọi người thương mình thì mình phải thương người ta. Muốn nhận được thì phải học cho đi. Muốn người khác thương mình thì đầu tiên mình phải biết thương chúng sanh như con ruột. Từ đó đó, chúng ta sẽ sống một cuộc đời an lạc. Lúc đó chúng ta đi đâu cũng mang một đôi giày da rất là mềm mại và vừa chân. Bởi vì đối với chúng ta có lòng từ với muôn người. Và chúng ta thực hành tâm từ như thế nào? Giống như quý vị mua một đôi giày da về thì thường giày da có thể nó hơi cứng, chúng ta phải mang nó một thời gian. Sư nhớ là nữ hoàng Elizabeth, bà vừa mất thì bà có một cái cô người hầu chuyên mang đôi giày da cho bà. Cổ mang để làm chi? Cổ mang cho cái đôi giày đó nó mềm, rồi sau đó nữ hoàng mới mang. Đó là đặc tính của da. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Đâu phải ai sanh ra cũng có lòng từ liền, cũng biết thương người dân liền đâu. Chúng ta phải rèn luyện, phải tu tập, phải rèn cái lòng của mình, rèn cái tâm của mình để cho nó bớt thô cứng, để cho nó mềm. Bằng cách là tập thương người khác. Trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói hãy tập nhìn người khác bằng cái nhìn của từ tâm. Hãy tập nói với người khác bằng giọng nói của từ tâm. Hãy tập nghĩ về người khác bằng cái nghĩ của từ tâm. Bằng cách nào? Bằng cách là
Khi chúng ta nhìn những người trước mặt của chúng ta, hãy tưởng tượng những người trước mặt của chúng ta là con của mình, nhiều đời nhiều kiếp. Và quả thật như vậy, trong dòng sinh tử luân hồi, chúng ta đã từng làm cha, làm mẹ, làm con, làm thân bằng quyến thuộc của nhau vô số kiếp rồi. Do nhân duyên bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, ngồi lại với nhau ở đây. Đó là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Thì như vậy, trong rất nhiều kiếp trước, họ đã từng làm cha của mình, làm mẹ của mình, làm con của mình. Vậy thì hãy nhìn họ và như là chúng ta nhìn con của mình vậy, hoặc như chúng ta đang nhìn cha, nhìn mẹ của mình vậy. Khi chúng ta thực hành liên tục như thế, từ từ tấm lòng của chúng ta nó sẽ trở nên mềm, nó sẽ trở nên biết yêu thương. Mà quý vị biết là trong một công ty, mà từ người chủ đứng ở trên cho đến những cái vị tổ trưởng ở dưới, rồi cho đến các bạn công nhân, mà chúng ta biết yêu thương nhau như một gia đình, như là mẹ và con, thì chắc chắn một công ty đó sẽ là một công ty hạnh phúc và đáng sống. Rồi là một điều nữa, cái lợi ích của tâm từ á, là nó đem lại cho chúng ta rất nhiều phước báo. Việc tu tập tâm từ á, đem lại phước nhiều lắm thưa quý vị. Mà cái phước đó không có tốn tiền, nó chỉ ráng thôi. Ráng nhìn người khác bằng tâm từ, ráng nhìn người khác mà đừng có nóng giận, là chúng ta yên ổn. Các bạn công nhân, chúng ta đối xử với nhau, đối xử với các cái vị quản lý, và các vị quản lý đối xử với nhân viên của mình, mà chúng ta bớt nóng giận là chúng ta an vui. Cho nên việc đầu tiên đó là hãy mềm mại như chính đôi giày mà quý vị làm vậy. Và đặc điểm thứ hai nó cũng mềm mại, đó chính là sự hào sảng, biết bố thí và chia sẻ. Sư thấy công ty, tập đoàn thường có những chương trình chia sẻ giúp đỡ, đặc biệt là dành cho những vị công nhân của mình. Thì khi mà quý vị được giúp đỡ như thế, đôi khi nó chỉ là một bao gạo, hoặc là một cái bao thơ, hoặc chỉ là một ly chè, chúng ta có vui không? Vui, đúng không? Thì cái vui đó, đó nó làm cho cái lòng của chúng ta nó mềm mại, nó bớt thô cứng. Và chúng ta sống trong công ty, chúng ta cảm thấy được an lạc. Và bản thân sự bố thí, bản thân sự chia sẻ đó cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều sự hạnh phúc. Quý vị là những người nhận, có những chương trình của công ty, chúng ta được nhận gạo nè, được nhận trợ cấp nè, được nhận những món quà, chúng ta vui một. Nhưng thưa quý vị, cái người cho đó, họ vui 10, vui gấp trăm lần. Chúng ta nhận, chúng ta có thể vui trong một tháng, mà người cho có thể vui từ năm này qua năm khác. Bây giờ quý vị thử nhớ lại cái lần mà lần chót mình được nhận, mình có vui không? Vui. Còn cái người cho đó thì mỗi lần nhớ lại còn vui hơn mình rất là nhiều. Đó là sức mạnh của sự chia sẻ, là sức mạnh của lòng hào sảng. Khi mà chúng ta biết chia sẻ với nhau thì tự nhiên
cái lòng của chúng ta nó trở nên mềm mại. Và công ty của chúng ta nó giống như là một cái da dày ấy, mà nó được làm cho mềm, làm cho dễ chịu, làm cho êm ái. Và xin thưa, khi chúng ta chia sẻ, không nhất thiết là chúng ta phải giàu, thiệt là giàu, có nhiều tài sản lo cho rất nhiều người thì mới gọi là chia sẻ. Mà bản thân quý vị, chúng ta sống với nhau giữa các bạn cùng công ty, giúp đỡ nhau từng chút, thì đó cũng là sự chia sẻ. Nhớ nha, sự bố thí và chia sẻ đó, nó có ba loại. Một là chia sẻ giúp đỡ về mặt tài sản. Thứ hai là chia sẻ giúp đỡ về mặt sức khỏe. Và thứ ba là chia sẻ giúp đỡ về mặt trí tuệ. Chia sẻ giúp đỡ về mặt tài sản thì chúng ta biết nhiều rồi. Thí dụ như bạn tới tháng, hoặc là nhân viên tới tháng, hôm nay tháng này kẹt phải đóng tiền học cho con, mình biết thì mình cho thôi, dúi cho chút đỉnh đó, về thôi lo đóng tiền học cho con đi, thì đó cũng là chia sẻ. Hay là hôm nay nhà tự nhiên là ba má bệnh hoặc con bệnh, không có tiền, thì mình cũng dúi cho một vài đồng, nó thôi về lo mua thuốc cho con, rồi bớt lo nghĩ đó, thì đó cũng là sự chia sẻ. Những sự chia sẻ một chút như thế đem lại cho chúng ta rất nhiều phước báo. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài luôn thuyết về sự bố thí trước. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng sanh nó rất là cứng, nó rất là khô khan, mà được ví như là một cái tấm da mà nó cứng còng, nó khô, nó không có hơi ẩm, nó trở nên nó khô ráp. Và khi mà chúng ta bố thí đó, thì nhờ năng lực của bố thí nó làm cho tâm của chúng ta trở nên mềm mại như một cái da đó. Nó được thuộc, nó được chế biến để trở nên mềm mại và dễ sử dụng. Quý vị thấy một cái da mà nó cứng quá, chúng ta gia công rất là khó. Nhưng mà khi cái da đó trở nên mềm hơn, chúng ta gia công nó dễ dàng. Cũng vậy, tâm của chúng ta mà thiếu sự bố thí, thiếu sự chia sẻ, chúng ta thiếu lòng thương nhau, lòng bao dung, thì tâm của chúng ta nó sẽ trở nên khô cứng. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta biết bố thí và chia sẻ, lòng của chúng ta trở nên mềm mại. Và hơn hết, nhờ sự bố thí đó, chúng ta được quả báo là có nhiều tài sản. Quý vị thấy là có những người không phải ngẫu nhiên mà họ giàu đâu. Không phải ngẫu nhiên. Cái sự giàu của một người á, cái nỗ lực là một chuyện, mà cái phước á, nó lại là chuyện khác. Quý vị để ý coi, hai người cũng nỗ lực như nhau, mà có người á, họ nỗ lực thì họ được tăng bậc, tăng lương, được thăng chức, rồi họ có thể làm, họ có thể sở hữu công ty và có nhiều tài sản, gọi là nước, gọi là như là diều mà gặp gió vậy đó, cứ bay đi lên thôi. Nhưng cũng có những người cực khổ cả một đời, nỗ lực cả một đời mà lên không nổi. Tại sao vậy? Tại vì thiếu phước, thiếu cái phước bố thí. Một người nhờ có phước bố thí đó
thì sự nỗ lực của vị ấy được đền đáp và nó dễ dàng có nhiều tài sản. Nhưng mà nhớ nha, nó còn phải nỗ lực của mình nữa. Chứ đừng nói giờ tôi có phước giàu, vậy thôi tôi khỏi làm, tôi vẫn giàu. Không dám đâu nha. Có phước là một chuyện, mình nỗ lực lại là một chuyện nữa. Hai thứ đó nó gộp lại với nhau mới ra được cái giàu của mình đó. Thì đó là quả báo phước, cái phước báo đó của sự chia sẻ. Rồi một điều nữa nó tương ứng với cái việc là êm ái, đó là gì? Đó là khi chúng ta làm phước, khi chúng ta sống trong tâm từ, khi chúng ta tu học, chúng ta thuyết pháp, chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thế này, chư thiên họ rất hoan hỷ. Chúng ta lúc nào cũng mong cầu chư thiên phù hộ, mong cầu ơn trên phù hộ. Nhưng mà quý vị biết là có những nơi chư thiên họ hoan hỷ thì họ sẽ thường xuyên lưu tâm đến. Điều này được Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Có những nơi mà chư thiên họ sẽ ưu tiên hơn, họ sẽ thường để mắt đến hơn, họ sẽ hoan hỷ hơn, họ sẽ thường xuyên đi đến chỗ đó. Đó là những chỗ người ta biết sống thiện, người ta biết giữ giới, người ta biết bố thí, biết chia sẻ, biết sống trong từ tâm. Thì những nơi đó chư thiên họ hoan hỷ, và khi chư thiên hoan hỷ, họ sẽ đến trú ngụ và họ có thể giúp đỡ chúng ta. Quý vị thấy là trong cái mùa đại dịch vừa rồi đó, cả nước mình đều khó khăn, không riêng một ai, cả nước đều khó khăn. Nhưng mà có những người bị ảnh hưởng nhiều, có những người bị ảnh hưởng ít. Thì có đôi khi chúng ta cũng cần một chỗ dựa về niềm tin, cần một chỗ dựa về phước báo để chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Mà khi chúng ta nỗ lực tu tập, nỗ lực làm phước, thì chúng ta nương cái phước đó để chúng ta vượt qua. Có lần sư nói vui là có nhiều người họ dại lắm. Họ dại là sao? Cái lúc mà họ thành công á, họ làm phước dữ dội lắm, nhưng khi mà công việc làm ăn của họ trở nên khó khăn thì họ ngưng làm phước. Trong khi đó, khi mình đang khó khăn là khi mình đang cần phước nhất, cần cái phước để vượt qua. Thì khi mà chúng ta vẫn tiếp tục làm phước, tiếp tục giữ giới, tiếp tục bố thí, tiếp tục chia sẻ, tiếp tục làm các việc công đức, tiếp tục tu học, chúng ta sẽ nương nhờ cái phước đó và chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Nhờ như thế chúng ta sẽ có được cái sự êm ái. Rồi một đặc tính nữa của một đôi giày đó là nó là cái sự trang sức, nó trang điểm cho chúng ta. Khi mà chúng ta mua một đôi giày, chúng ta để ý đến cái gì? Đến cái mẫu mã. Nó phải hợp thời trang, nó phải đẹp thì chúng ta mới mua. Chứ đôi giày êm là được rồi đó, nhưng mà mang mà nó xấu quá nó cũng kỳ, đúng không? Mà chúng ta muốn cạnh tranh với người khác là chúng ta phải cạnh tranh bằng cái mẫu mã. Rồi ngoài ra đó, nếu như chúng ta là trong cái công nghiệp là may mặc da dài thì nó còn cạnh tranh về từng cái đường chỉ
Từng cái cách chúng ta chế biến như thế nào đó để cho nó hợp yêu cầu của đối tác. Thì như vậy, cái việc mà trang trí, cái tính chất đẹp, cái mẫu mã nó rất quan trọng. Cái bề ngoài nó phải đẹp, nó phải tốt. Thì như vậy, trong Phật giáo chúng ta cũng có những vật trang trí. Chúng ta trang trí bằng cái gì? Thứ nhất là chúng ta trang trí bằng tâm từ. Tâm từ là sao? Là khi chúng ta biết thương và khi chúng ta bớt nóng giận, thì tự nhiên nó sẽ thay đổi cái nhan sắc của mình. Ai cũng muốn đẹp hết. Và quý vị có biết là một trong những cái phước làm cho chúng ta có sắc đẹp đó là gì không? Đó là bớt nóng giận. Cái phước của cái việc không nóng giận á, nó làm cho chúng ta có được sắc đẹp. Còn khi chúng ta nóng giận, chúng ta nhăn mày, chúng ta nhíu mặt, chúng ta tức tối, bực bội, thì nó làm cho chúng ta xấu. Nhờ như vậy, chúng ta biết điều đó, chúng ta hãy tập là bớt nóng giận. Mà sư hay nói vui, thay vì chúng ta tụng chú Mani Padme Hum, thí dụ như vậy, hoặc là tụng A Di Đà Phật, hoặc là tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị chứ tụng một câu chú này là nó linh dữ lắm. Đó là câu gì? Giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Cứ mỗi lần mà chuẩn bị nóng giận ai đó, chỉ cần niệm tụng cái câu này: giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Có những người đó, họ chấp nhận đi thẩm mỹ viện, đi qua Thái, đi qua Hàn Quốc, tốn rất là nhiều tiền, thậm chí tốn bạc tỷ là chuyện bình thường, chỉ để cho nó đẹp. Và một trong những lý do mà thời nay người ta thích cái TikTok đó, nó là gì? Cái ống kính của nó ma mị lắm. Mình soi gương nó khác, mà soi TikTok nó khác. Nhìn vô đó mình thấy một cái phiên bản khác của mình. Nhìn nó đẹp lung linh lắm, mà riết nhìn nó rồi hết dám nhìn qua cái gương. Thì tại sao mà mình không muốn là mình nhìn cái gương ra làm sao mình nhìn nó cũng y như vậy? Thành ra là nhiều người họ chấp nhận bỏ tiền đi thẩm mỹ viện. Mà thẩm mỹ viện bây giờ á, bác sĩ thẩm mỹ viện họ cũng đau đầu lắm. Tại sao? Tại bây giờ nó không giống như hồi xưa. Hồi xưa là chỉ đi vô kêu là cắt mắt, nâng mũi, độn càm, cái gì đó. Bây giờ đưa vô, nó chỉ đưa cái app TikTok, nó chụp hình đó, bác sĩ làm sao tôi giống như cái này. Thì quý vị biết là đó, nói cho vui thế thôi. Nhưng mà chúng ta ai cũng muốn đẹp, đúng không? Ai cũng muốn đẹp. Cái đẹp là điều mong mỏi của tất cả mọi người. Mà để được như thế thì chúng ta phải bớt nóng giận. Tại sao có những người sanh ra họ đã đẹp rồi, một từ đứa con nít nhìn nó đã cưng rồi, lớn lên là đã đẹp sẵn, không cần phẫu thuật. Chỉ khi nào mình không tự tin lắm với cái nhan sắc sẵn có, thì mình mới cần dao kéo. Nhưng mà có một phương pháp khác, đó là hãy sống bằng từ tâm, đừng sống bằng sân tâm. Thì từ từ á, nó sẽ thay đổi cái nhan sắc của mình. Quý vị để ý, những người mà đi chùa nhiều, những người tu tập nhiều đó, thì họ ít nóng giận á, họ cười hoài,
Mình nhìn họ, mình thấy họ dễ thương. Nhìn họ mình không thấy xấu. Giờ hỏi nhỏ, gì thấy cô Cúc đẹp không? Đó. À, ai dám nói xấu không? Chắc không dám đâu em. Nhưng mà như thế này, có những cái nét đẹp á, nó không phải là nó phải lộng lẫy như một bà hoàng, nó không cần như hoa hậu, mà người ta nhìn á, người ta thương, người ta nhìn, người ta gần gũi. Đó là cái đẹp của tâm từ. Quý vị để ý có những người á, đi thi nhan sắc hoa hậu thì cũng không có tới mức đó, nhưng mà mình nhìn họ mình muốn gần gũi, mình nhìn họ tự nhiên là mình cười. Có những khi mình mệt mỏi, mình chỉ muốn nhìn cái gương mặt đó thôi là đủ rồi. Quý vị biết đại diện trong đó là ai không? Là mẹ của mình, đúng không? Mình đi làm, đi làm mới biết, mới thấm cái câu là cơm người khó lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Biết nó khó, nó khổ. Đi làm về rất là mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn mặt mẹ là mình vui rồi. Mà tại sao mình nhìn cái mặt của mẹ mình á, bà đâu phải là hoa hậu, đâu phải người mẫu đâu, mà mình nhìn là tự nhiên mình êm. Tại sao? Vì mẹ là người sống với mình bằng từ tâm. Đương nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt thì trừ ra, nhưng đa phần là như thế. Và khi chúng ta sống bằng từ tâm với mọi người là chúng ta đang có một cái nhan sắc, có một cái sắc đẹp mà người ta muốn nhìn, người ta muốn gần gũi, người ta muốn thân cận. Ở gần các vị ấy chúng ta thấy thoải mái. Đó là cái sắc đẹp. Một sắc đẹp không cần thẩm mỹ. Và cái sắc đẹp tiếp theo nữa đó là sắc đẹp của cái giới hạnh. Quý vị biết là mình gặp một số người đó, là tự nhiên mình thấy họ có cái uy, có cái uy, cái gọi là cái sự uy nghiêm, cái sự phong độ của họ mà mình không dám hổn, mình không dám xâm phạm họ, không dám làm những điều bất kính với họ. Mà quý vị thường thấy nhất là những cái người mà lãnh đạo, hoặc thôi gần gũi hơn đi, như là mẹ của mình, thì người cha người mẹ có cái đẹp của sự uy nghiêm. Hoặc là một số người đó, mình nhìn họ thôi là mình thấy họ có được cái sự uy nghiêm. Mà cái sự uy nghiêm đó là cái đẹp của giới hạnh. Nó giúp cho chúng ta có được sắc đẹp mà người ta nhìn vào, người ta có sự kính nể, người ta có sự kính trọng. Chứ còn có những sắc đẹp ấy, mà người ta nhìn người ta lại coi thường. Người ta chỉ nảy sinh cái dục vọng thôi, chứ người ta không có sự cung kính. Quý vị biết là có những cô gái cổ đẹp mà người ta chỉ coi cổ như là một món đồ chơi thôi. Nhưng mà có những cô gái cổ đẹp mà người ta muốn rước họ về để đội lên trên đầu, nó khác. Thì cái đẹp đó là cái đẹp của giới hạnh. Cho nên khi mà quý vị xin tam quy và ngũ giới, sư truyền tam quy ngũ giới cho quý vị, là chúng ta có được cái giới hạnh. Và khi chúng ta gìn giữ giới hạnh đó, chúng ta lại có một cái nét đẹp khác, đó là nét đẹp của giới hạnh. Được ví như một cái bông hoa thơm vậy. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn nói, hoa như hương, tất cả hoa không thể bay ngược gió,
Hương người đức hạnh đó ngược gió bay muôn phương. Rồi Đức Thế Tôn ví có những bông hoa, nó chỉ đẹp mà nó không có mùi hương. Cũng giống như những người á, họ xinh đẹp bên ngoài mà họ không có cái nết hạnh bên trong, thì bông hoa đó không xài được. Đặc biệt là những vị lớn tuổi nè, quý vị để ý coi, nếu như mà con của mình nó lấy chồng, nó lấy vợ, thì mình cần cái người chồng, người vợ đó ở cái điểm nào? Có cần nó đẹp không? Được mắt là tốt rồi, không cần phải đẹp lộng lẫy. Nhưng cái cần là gì? Một con người có đức tính tốt. Chứ đừng có đem về mà con mình đậu nó lên trên đầu rồi nó hạch sách. Sư nhớ có một cái một cái bà mẹ mà con bà lấy vợ, người ta thì bà chỉ nói một câu á, chỉ cần nó đừng có coi tôi như người hầu là được rồi. Thì khi mà chúng ta có coi nhìn một người á, thì rõ ràng cái sắc đẹp á, nó chỉ là sự thu hút ban đầu thôi. Nhưng cái mùi hương của giới hạnh một người đó mới là cái gắn bó lâu dài. Thế cho nên cái trang sức tiếp theo mà chúng ta cần phải có đó chính là trang sức của giới hạnh. Muốn như thế thì hãy ráng giữ giới, hãy trau dồi đức hạnh của mình. Là một người Phật tử, chúng ta học cái gì? Học sự nhẫn nại, học sự giữ giới, học lòng thương người, học sự bi mẫn, học lòng hào sảng. Tất cả những đức tính tốt trong Phật giáo, khi chúng ta rèn luyện thì chúng ta sẽ trở thành một người có giới hạnh. Thì cho dù cái nhan sắc bề ngoài nó không thu hút lắm, nhưng cái mùi hương của giới hạnh nó sẽ là thứ mà người ta sẽ ở lại với mình. Nhớ nha. Cái sắc đẹp bên ngoài nó chỉ thu hút cái nhìn ban đầu, nhưng cái nội tâm của một người nó mới là cái giữ người ta lại. Để ý coi, những cái tay mà tỷ phú, thí dụ như là Zuckerberg hay là một số vị tỷ phú, mình nhìn vợ của họ mình oải lắm, nó không có đẹp. Nhìn thư ký của họ thì thấy ngon lành nhưng mà cái bà vợ thì thấy nó bình thường. Tại sao vậy? Bởi vì đối với những người giàu, người đẹp nó đầy, nhưng người có cái giới hạnh nó không có nhiều. Chính vì lẽ đó, cái trang sức mà chúng ta cần có chính là trang sức của giới hạnh. Rồi một đặc điểm nữa của cái da dày đó là nó bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta mang một đôi giày, cái tác dụng của nó là nó bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi trên đường, để chúng ta dẫm lên sỏi đá nó không đau chân. Để trên con đường dài chúng ta không có bị tổn thương. Để khi mà trời mưa, khi mà trời nắng chúng ta không có bị tác hại. Mưa thì không dính nước, mà nắng thì không phỏng chân. Đó là tác dụng của một đôi giày. Hơn nữa, khi chúng ta đi xe, đặc biệt là quý vị khi đi xe máy, thì một đôi giày nó còn có tác dụng bảo vệ
nếu lỡ chẳng may có tai nạn. Thì cũng tương tự như vậy, Phật pháp bảo vệ chúng ta. Bảo vệ chúng ta khỏi cái gì? Thứ nhất là bảo vệ chúng ta khỏi kẻ ác. Tại sao như vậy? Quý vị thấy là khi mà đi vào trong đạo Phật, Phật kêu chúng ta là hãy giữ giới nè, rồi hãy từ bỏ những người bạn xấu ác. Thì khi chúng ta giữ giới đó, để ý coi, chúng ta sẽ mất đi một số người bạn. Ví dụ như khi chúng ta bỏ nhậu là sẽ có rất nhiều bạn nhậu là không chơi với mình nữa, kêu nó tới nó chỉ ngồi nó phá mồi, nó không có uống. Thì như vậy là họ bỏ mình họ đi. Rồi khi mà chúng ta không cờ bạc thì những cái tay bạn cờ bạc họ sẽ không có lui tới với mình. Thì khi chúng ta từ bỏ những người bạn xấu như vậy, đó rõ ràng là một điều tốt. Hỏi các cô thử, nếu ông chồng của mình mà bỏ đi tuyệt giao, không còn quan hệ liên hệ với những tay bạn nhậu, thì quý vị có mừng không? Mừng hết lớn, đúng không? Coi như là từ giờ trở đi là tay bạn nhậu là không bao giờ rủ chồng mình đi nhậu nữa, là quý vị mừng dữ lắm, thấy không? Mà tại sao mừng? Nhà cửa êm ấm, đỡ tốn tiền, đỡ tốn sức khỏe. Về là chắc chắn là chồng sẽ yêu thương mình hơn. Thì như vậy, khi chúng ta giữ giới là chúng ta chia tay những người bạn xấu. Chính vì lẽ đó, nhờ Phật giáo mà chúng ta được bảo vệ khỏi kẻ thù. Cái giới nó bảo vệ chúng ta. Còn khi chúng ta không giữ giới thì đương nhiên là chúng ta không được bảo vệ. Đó, thành ra hãy ráng giữ giới. Nếu như vì sự giữ giới đó mà chúng ta ít bạn bè thì hãy mừng, bởi vì đó toàn là những thứ bạn xấu thôi. Mà bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm được nhiều người bạn tốt. Sư nhớ có một cô, cổ nói là giờ sống ở đời không tin được ai hết trơn, gặp ai cũng lừa đảo, cũng lừa tiền của mình, không có tìm được một người mà đủ sự tin tưởng. Thì sư mới nói với cổ, cô hãy xem lại mình. Có nghĩa là cô sống làm sao mà những người hiền thiện không ở bên cô mà toàn những người ác ở bên cô thôi. Thì mình phải coi lại mình. Khi mà mình sống không có giữ giới, mình sống không có tu tập, thì mình sẽ không tìm được những người bạn lành, những người bạn có thể tin tưởng. Mà muốn có cái đó thì chúng ta cần sự bảo vệ khỏi những người xấu ác bằng cách hãy giữ gìn giới hạnh. Đó là năm giới mà sư đã truyền trao cho quý vị. Sư là người đại diện cho Tam Bảo, truyền trao năm giới. Thì hãy ráng giữ điều đó. Nó chỉ có lợi chứ không có hại ha. Rồi ngoài ra đó, Phật pháp còn bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù. Quý vị thấy lạ không? Phật pháp còn bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù bằng cách nào?
bằng cách khi chúng ta tu tập từ tâm là chúng ta được bảo vệ khỏi kẻ thù. Đức Thế Tôn nói trong Tương Ưng, một người ngày đêm tu tập từ tâm thì họ sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ thù. Kẻ thù á, nó có hai, một là kẻ thù của quá khứ và hai là kẻ thù của hiện tại và tương lai. Kẻ thù của quá khứ á, là do hồi xưa mình tạo nhiều oan trái, mình gây gổ với họ đời này hoặc đời trước, rồi bây giờ gặp lại nhau là chúng ta không ưa nhau, chúng ta nhìn nhau bằng mặt một cặp mắt giận hờn. Quý vị để ý, có những người á, mình nhìn họ là mình có cảm tình liền, mà có những người á, mình nhìn họ tự nhiên mình không ưa. Tại sao có trường hợp như thế? Là bởi vì khi chúng ta gặp những người á, từng có oan trái với mình, là tự nhiên mình gặp họ mình không ưa, thì đó là kẻ thù của quá khứ. Và khi chúng ta tu tập từ tâm, nó sẽ giúp cho chúng ta tránh gặp những người này. Và chúng ta còn có những người chúng ta gọi là oan gia trái chủ. Họ hay làm cho gia đình mình lục đục nè, vạn sự là không như ý, rồi thường xuyên gặp những điều xui xẻo bất hạnh. Chúng ta hay gọi đó là oan gia trái chủ. Mà cái cách để chúng ta tránh hoặc là hóa giải những cái oan gia trái chủ đó, nó bằng cách là hãy tu tập từ tâm. Nhờ có lòng từ thì chúng ta sẽ hóa giải được điều đó. Rồi mỗi lần chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng phước đến tất cả thân bằng quyến thuộc cũng như những oan gia trái chủ, thì nhờ như vậy chúng ta sẽ hóa giải sự hận thù của quá khứ. Nó giống như mình giận một ai đó, nhưng mà khi người ta đem quà đến, người ta tặng cho mình, và mình nhận món quà đó là mình hết giận. Hoặc một trong những cách hóa giải những cái mối hiềm khích đó là hãy tặng quà cho họ. Đương nhiên tặng bằng tấm lòng nghe, chứ đừng có tặng mà bọc con dao ở trong là nó đi ngược. Tặng bằng tấm lòng thì mình sẽ hóa giải những hiềm khích. Tương tự như vậy, khi chúng ta làm các điều công đức, như là khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta bố thí, khi chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta hồi hướng phần phước đó đến thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ, nhờ như vậy họ sẽ hoan hỷ và sẽ hóa giải những hận thù của quá khứ. Rồi chúng ta sẽ tránh được những kẻ thù của tương lai. Đó là ai? Đó là những người mà mình có thể gây thù oán với họ. Nhưng nếu như chúng ta thường sống bằng từ tâm, chúng ta tập chia sẻ, tập cho đi, thì chúng ta sẽ không có những kẻ thù của hiện tại và tương lai. Cho nên nhờ có Phật Pháp mà chúng ta được bảo vệ khỏi kẻ thù. Một điều nữa mà chúng ta được bảo vệ
Đó là chúng ta được bảo vệ khỏi những phiền não của nội tâm. Quý vị ở đây ai cũng gặp những khó khăn ở trong cuộc đời, đúng không? Chúng ta phải đối diện với rất nhiều những sự lo âu, những sự lo toan. Chúng ta phải nuôi gia đình nè, rồi chúng ta phải lo cho công việc, lo con cái, lo vợ, lo chồng, rồi có khi còn lo trên, lo dưới, lo bên nội, bên ngoại. Mình lo nhiều thứ. Rồi đó là chưa kể nếu như trong nhà có người bệnh, mình cũng lo. Trong nhà mà ông chồng ổng nhậu nhẹt thường, mình cũng lo. Trong nhà mình có bà vợ mà bả cứ ta bà ở ngoài, mình cũng lo. Có một đứa con nó học, nó không có chăm học, mình cũng lo. Chúng ta lo nhiều thứ lắm. Và nhờ chúng ta biết đến Phật Pháp, chúng ta có cách để chúng ta giải quyết những cái muộn phiền đó. Giống như nàng Bhattacharya đó, nàng đã trải qua một cuộc đời rất đau khổ, nhưng nhờ Phật Pháp mà chuyển biến đời sống của nàng. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta mệt mỏi, đôi khi có những cái khó khăn trắc trở ở đời làm cho mình mệt quá, thì khi đó chúng ta đi đến chùa, chúng ta lắng nghe, xin những lời khuyên. Hoặc có đôi khi mình chỉ đến chùa thôi, mình đặt cái tâm của mình vào, đến với tượng Phật lạy Đức Thế Tôn, mình cũng thấy yên ổn rồi. Hoặc là chúng ta đi đến gặp vị sư, gặp vị trụ trì, rồi chúng ta hỏi thưa sư hoặc thưa thầy, bây giờ cái hoàn cảnh con nó gặp những trắc trở như thế, gặp những cái khó khăn như thế, thì con nên làm như thế nào? Thì vị sư hoặc là vị thầy ấy, bằng những gì học được từ lời dạy của Thế Tôn, có thể cho chúng ta lời khuyên, và từ đó chúng ta thực hành, và dần dần á, chúng ta có thể chuyển hóa được những phiền não của mình. Giống như một bà vợ, bà lấy phải một ông chồng á, ông vũ phu, về coi như là đánh bà thường xuyên. Và khi bà đến, bà hỏi, nói là bây giờ con gặp chồng con nó đánh con như thế đó, bây giờ con phải làm sao? Thì vị sư á, nghĩ ở trong bụng, sao gặp chồng mà nó quánh như vậy, không bỏ đi kiếm ông khác, mà bị quánh mà cứ trường cái mặt ra cho nó quánh làm chi. Nhưng mà thôi, tới thì hỏi, không lẽ giờ kêu người ta bỏ chồng nó kỳ. Cho nên là vị sư ấy đề nghị là bây giờ về nhà hãy nỗ lực, thứ nhất là tha thứ cho chồng của mình, cái thứ hai là hãy nỗ lực thể hiện tình thương của mình dành cho chồng. Và mỗi một lần á, ổng có một cái hành động nhẹ nhàng, một cái hành động thể hiện cái tình thương của ổng đối với mình, thì hãy cho ổng biết là mình trân trọng điều đó. Thí dụ như hôm đó ông chồng tự nhiên ổng nghĩ tới mình, ổng mua cho mình một cái bịch đồ ăn, thì hãy tỏ ra trân trọng và biết ơn để ổng thấy rõ được điều đó. Và khi mà cổ về như thế đó, cổ ráng cổ thực hành 8 năm. Một cái quá trình mà thay đổi tánh tình của một người á, nó không có đơn giản. Cổ phải rất nhẫn nại và cổ mất hết 8 năm. 8 năm sau á, cổ cũng tới chùa, cổ gặp vị sư năm xưa,
Và cổ cảm ơn, nói nhờ năm xưa sư khuyên con về con làm, mà thưa sư là nó mất tới 8 năm lận sư. Nhưng mà được cái là bây giờ ổng hiền lắm, ổng không có quánh con nữa. Hồi xưa là ổng xách ghế ổng phang con á, mà bây giờ là ổng đóng cái ghế cho con ngồi nha. Thì quý vị thấy là nhờ sự lắng nghe, nhờ sự thực hành mà mình có thể giải quyết được những phiền não của nội tâm. Nhớ Phật Pháp đề cao sự thực hành để giúp đỡ chính mình. Đức Phật là người chỉ cho chúng ta phương pháp để giải quyết vấn đề của mình. Còn cái người giải quyết vấn đề phải là mình, chứ không phải một ai khác. Đó là tác dụng của Phật Pháp, giúp cho chúng ta được bảo vệ. Rồi một cái đặc điểm nữa của một cái đôi giày á, là nó gần gũi với mình. Lúc mình đi làm thì mình cũng mang giày. Lúc mà mình đi chợ hoặc là mình đi chơi thì mình cũng mang giày. Có thể đó là những đôi giày khác nhau, nhưng tự chung là chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải mang hết. Thì cái sự gần gũi của một đôi giày ấy, nó hiện diện trong tất cả mọi đời sống sinh hoạt của chúng ta, dù là chúng ta có nhớ đến nó hay không, có để ý đến nó hay không. Nhưng thường là lúc nào cũng để ý hết. Tại sao? Đi ra cửa là phải nhớ mang giày. Chẳng bao giờ chúng ta ra cửa mà quên mang giày cả. Thì Phật Pháp cũng như thế. Lời dạy của Đức Thế Tôn có mặt trong tất cả đời sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhớ là chúng ta có thể áp dụng được. Ở trong nhà, vợ chồng cư xử với nhau như thế nào, Đức Phật có dạy. Ở trong nhà, cha mẹ và con cái đối xử với nhau như thế nào, Đức Phật có dạy. Khi chúng ta đi làm, chúng ta cư xử với nhau, cư xử với cấp trên như thế nào, rồi một người sếp cư xử với nhân viên như thế nào, Phật có dạy. Rồi khi chúng ta lãnh lương á, tiền của chúng ta nên sử dụng thế nào để đem lại hạnh phúc, Phật có dạy. Rồi mỗi lần mà chúng ta nóng giận, cần phải giải quyết sự nóng giận đó như thế nào, Phật có dạy. Mỗi lần chúng ta phiền não, chúng ta lo lắng, chúng ta bất an, chúng ta cần giải quyết nó như thế nào, trong kinh Phật có dạy hết. Chẳng qua là chúng ta không có thời gian, rồi chúng ta cũng ít lưu tâm, cho nên chúng ta không biết và không áp dụng được trong đời sống của mình. Còn Phật Pháp là luôn luôn song hành trong tất cả mọi mặt của đời sống chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có để ý, có lưu tâm đến Phật Pháp hay là không. Rồi một đặc điểm nữa của một đôi giày đó, cái sự gần gũi của nó là đôi khi chúng ta bỏ bê nó, chúng ta không chăm sóc nó, không chà rửa, cứ quăng xó nó, mình xài cho nó bụi bặm, đi dẫm lên bùn, dẫm lên phân, dẫm lên gai góc. Quý vị thấy
một đôi giày nó không bao giờ than phiền với chúng ta. Thì chúng ta cũng hãy học, học làm sao đó mà ở đời chúng ta có thể kham nhẫn được với những lời mắng nhiếc, với những lời chửi rủa, với những lời khó chịu, với những lời gai góc. Khi chúng ta học được cách kham nhẫn với đời, nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Một người trưởng thành không phải là một người lớn về mặt thể xác, đó gọi là trưởng thành. Quý vị thấy có những cặp vợ chồng mà mới cưới, chúng ta nhìn chúng ta nói đó là tấm chiếu mới còn non. Tại sao vậy? Bởi vì họ chưa trải qua những chông gai của cuộc đời. Và một người được gọi là trưởng thành khi mà họ trải qua những chông gai, những khó khăn của cuộc đời, họ vượt qua được, họ nhịn được cái khó nhịn, nhẫn được cái khó nhẫn, đó mới là người trưởng thành. Một người trưởng thành là khi mình đối diện với nó, mình học được cách im lặng, đó là một người trưởng thành. Phật pháp dạy cho chúng ta rất nhiều. Cái quan trọng là chúng ta có sự liên tưởng hay không. Mà khi chúng ta có sự liên tưởng thì đâu đâu cũng là pháp cả. Rồi quý vị biết là cái sự mà trưởng thành của nội tâm đó, chúng ta học cách nhẫn nại, học cách không phiền muộn, học cách im lặng, thì đó lại là một cái phước khác. Cái phước này á là phước của sự nhẫn nại, mà ở trong Phật pháp gọi là Khanti Parami. Khanti tức là sự nhẫn nại, nhẫn trước những cái khó, nhẫn trước những cái khổ, đó là phước. Có một lần Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài gặp một cô tiên nữ, cô rất là đẹp. Ngài mới hỏi cô tiên nữ tại sao cô lại có một cái nhan sắc thù thắng, tức là đẹp như thế, mà cô lại có rất nhiều những vật trang sức, có rất nhiều những bộ y phục, cô lại có những cái tòa lâu đài rất là đẹp, rất là tráng lệ, rồi cô lại có những người hầu kẻ hạ phục vụ cho cô, từ những cái dàn nhạc cho đến những vũ công của cõi trời. Thì cô mới nói thưa Đại Đức, là con không có làm gì nhiều hết trơn á, mà hồi xưa con làm công cho chủ, thì ông chủ hay mắng chửi con lắm. Nhưng mà con nghĩ như thế này nè, ông chủ ổng mắng mình, ổng có thể ổng quánh mình, thậm chí là ổng có thể làm cho mình bị tổn thương. Hồi xưa không giống như bây giờ, thậm chí người ta có thể là xẻo mũi, cắt tay cắt chân, hoặc là đánh. Có những người làm công mà ở đợ, người ta có thể người ta tra tấn đánh tới chết. Thì cô này cũng vậy, cô nghĩ là người chủ họ có thể họ hành hạ mình, cho nên đừng nóng giận. Chủ có làm gì mình, có mắng chửi mình cũng đừng nóng giận, học cách kham nhẫn. Mà cổ nói với Ngài Mục Kiền Liên là con chỉ học cách kham nhẫn như vậy thôi,
mà chết rồi con được sanh thiên lên trên đây là một tòa lâu đài hoành tráng như ngài thấy. Thì ngài Mục Kiền Liên á về thưa với Đức Thế Tôn, bởi vì ngài biết là Đức Thế Tôn có thể nhân cơ hội đó mà ngài thuyết pháp. Ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Thế Tôn: thưa Thế Tôn, chẳng lẽ một người chỉ là một điều nhỏ bé như thế mà đã đủ sanh thiên hay sao? Đức Thế Tôn nói rằng: quả thật cái phước của sự nhẫn nại có thể giúp cho chúng sanh đi lên cõi trời. Mà thưa quý vị, chúng ta sống ở đời rồi, có những vị là đã trải qua rất nhiều cay đắng ngọt bùi ở đời. Quý vị thấy cái nhẫn dễ hay khó? Khó chứ không phải dễ nha. Mà một khi chúng ta nhẫn được là chúng ta có phước. Thế cho nên bản thân sự kham nhẫn đó cũng là một phương pháp tu tập. Thế cho nên mỗi lần chúng ta mang giày á, hãy biết thương đó. Thương là bởi vì dù cho mình có dẫm xuống dưới đất dơ, mình có dẫm xuống lên những đồ bẩn, mình có bỏ mặc nó, nó cũng không bao giờ than phiền cái gì. Chính vì như thế, hãy học sự kham nhẫn của đôi giày mà chúng ta đang mang. Đó là phước, thưa quý vị. Rồi một tác dụng nữa của một đôi giày, đó là nó nâng chiều cao cho chúng ta. Khi mà chúng ta mang giày là nó giúp cho chúng ta cao lên được tí. Đặc biệt là quý cô phụ nữ thì còn thích mang những đôi giày cao gót, tại vì mang lên là tự nhiên mình cao thêm được mớ. Và bây giờ thì phái nam là cũng ráng kiếm cái đôi giày ta độn gót lên cho nó cao. Để chi? Để mình cao hơn. Thì một trong những tác dụng của đôi giày đó là chúng ta muốn được cao hơn. Chúng ta muốn đôi giày nó nâng chúng ta lên. Thì cũng vậy, Phật pháp có tác dụng nâng đỡ chúng ta lên một tầng cao mới. Nhờ chúng ta biết giữ giới, nhờ chúng ta biết kham nhẫn, nhờ chúng ta biết bố thí và chia sẻ, nhờ chúng ta biết sống bằng từ tâm, Phật pháp nâng chúng ta lên thành một con người cao thượng. Khi đó chúng ta có thể được an lạc, được hạnh phúc. Và sau khi thân hoại mạng chung, nhờ những việc phước thiện đó mà chúng ta được sanh về cõi trời. Đó, đó là những cái mà tiền mua không được. Chính vì như thế, khi chúng ta nhìn một đôi giày nó nâng chúng ta lên cao, thì hãy nhớ tất cả những phước thiện mà chúng ta làm có tác dụng nâng chúng ta thành một con người cao thượng. Như vậy đó, quý vị muốn cao bao nhiêu thì mình phải tu bấy nhiêu. Còn mình không có tu thì mình sẽ không có được cao ha. Và đó là tất cả sự chia sẻ của sư trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay, để quý vị thấy là chúng ta đi làm về cái lĩnh vực da dài thì cái da dài đó nó cũng có rất nhiều Phật pháp ở trong đó, nếu như chúng ta chịu khó liên tưởng. Và sư xin chia phần phước này đến cho quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị, đặc biệt là chư thiên
ngự xung quanh nơi đây, cầu mong các ngài hãy thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, hãy phù hộ cho công ty, cho ban lãnh đạo cũng như là các vị công nhân được an vui, được những điều thuận may trong cuộc sống. Và xin chúc cho tất cả quý vị đạt được bốn sự chúc mừng là sống lâu, sức mạnh, an vui và sắc đẹp. Và sư xin chia tất cả phần phước này, mong cho tất cả được an vui. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.